Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Liên tục trong mấy ngày qua và cả trong ngày hôm nay 12 tháng 7, mây dông phát triển mạnh đã gây mưa rào và dông tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhất là vào thời điểm buổi sáng. Nhiều nơi có gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1, người dân cần tiếp tục đề phòng. Trong đêm nay và ngày mai, do tiếp tục ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên tại Quảng Ninh sẽ có mưa rào và dông vào thời điểm gần sáng và sáng. Song bước sang trưa và chiều thì trời nắng. Nhiệt độ trung bình tại các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long đều tăng lên 2-3 độ so với ngày hôm nay, duy trì ở mức từ 28-33 độ. Ở vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, dự báo trong đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ ở mức từ 28-34 độ. Do thời tiết có thể mưa dông và nắng bất chợt trong ngày, ở hầu khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nên người dân cần lưu ý mang theo dụng cụ che mưa nắng khi phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời. Còn sau đây chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp trên biển Đông có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nên đêm qua 11 tháng 7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đêm hôm nay 12 tháng 7, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở các khu vực này. Bước sang ngày mai, dọc miền Trung, mưa xuất hiện ở nhiều nơi, xen giữa những khoảng nắng yếu và nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận cao hơn một chút. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tương tự với những cơn mưa rào và dông tiếp tục lặp lại. Cục bộ có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tuy nhiên trong ngày vẫn có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực Nam Bộ là từ 29-32 độ. Khu vực Tây Nguyên từ 27-30 độ. Quay trở lại với thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa cũng xuất hiện trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ là từ 29-32 độ, còn ở phía Tây Bắc Bộ là từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, còn về đêm và sáng trời mát. Đối với thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông thịnh hành gió Nam đến Đông Nam ở cường độ cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam có thể giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao. Trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai vùng biển là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là bảng nền nhiệt độ trong 3 ngày tới tại một số thành phố trên cả nước.